Sửa chữa đồ điện Dũng Ngân, xin chào các bạn nhé. Chúng ta đi sửa nốt những cái bộ mic cuối cùng của tháng 4 đi. Xong rồi chúng ta quay lại cục đẩy và các thứ sau. Nào mình đi mình sửa hộp này. Các bạn có uống Pepsi không? Chúng ta có một bộ Zelacard ER3300. Giờ này mình sửa Zelacard nhiều quá. Nào nguồn này nguồn auto nhé. Chúng ta cắm vào điện 220. Nào mình xem lại cái thông tin của bạn ấy để lại này. Bạn ấy đang để 0 decibel này. Chỉ ra mình để ở giữa đi, volume để ở giữa đi. SQ để giữa đi. SQ này để giữa đi. Nào mình xem lại thông tin bạn để lại này. Anh sửa mic tay phải. Ô. Anh Dũng sửa mic tay phải, anh sửa toàn bộ cho tôi và hàn lại dây củ mic vì tôi mới thay củ mic mới. Sửa mic tay phải và hàn lại củ mic cho tôi mới thay củ mic mới. Zelacard mà thay củ mic thì là còn gì là Zelacard nữa. Nếu mà thay củ mic Zelacard chính hãng thì nó còn có giá trị, thì còn thay củ mic mà không phải Zelacard thì nó không còn giá trị gì nữa. Ok, bây giờ mình đi kết nối để chúng ta thử nhé. Nào, mình vào pin này. Bác bảo sửa cái tay phải. Chúng ta về phải set ER để xem tay nào mới là tay phải. Rồi, con này là bật lên, bật lên luôn là sao rồi. Bác ghi chung chung thì không hiểu là lỗi gì. Nào, on. 62. Đây 62. Nhưng mà không nhận sóng các bạn ạ. Mất sóng. Bác này bác tắt chế độ auto trên tay rồi. 01 đã lên sóng RF mà 62 không lên sóng các bạn nhé. Mình set sang 38 xem nào. Về 38 rồi, nhưng vẫn không lên sóng các bạn nhé. Rồi, vậy là bây giờ mình sẽ set cái tay 1 sang tay 2. Chuyển thành 39. Vẫn không lên sóng các bạn nhé. Và lỗi do tay do đầu à. Nào bây giờ mình bật tay này lên, mình set sang tay 1. Tay 1 đã lên sóng các bạn nhé. Rồi, vậy là đừng như cái mic AT vừa rồi thợ phá nát trung tần này. Mình sắp hết trung tần vì thợ rồi. Nếu mà trung tần hỏng mình sửa được, nhưng mà khi mà thợ phá là mình không sửa được các bạn ạ. Nào mình lên âm thanh này. Đang để volume lửa đấy. Alo, alo, 1, 2. Tiếng bộ này có vẻ hơi kém. Alo, 1, 2. Con này sợ di trung tần rồi. Xem tay này xem nào. Alo, alo, alo. Tay này không có tiếng luôn. Alo, alo. Bác bảo bác thay coi. Nào chúng ta xem qua cái coi của bác xem nào.
Coi này, coi dê la cạc này. Cũng dê la cạc. Bác bảo bác mới thay coi, xem nào. Có phải coi hồng đâu mà bác thay nhỉ? Nào mình thay cái coi bên này sang bên này nhá. Cái này nó có cái chốt này, ấn đây này. Ấn đây mình tháo nó chốt này. Ai chà. Nào chúng ta đổi coi này sang cái tay không kêu xem có phải do coi không. Nào, chúng ta bật tay này nè. Alo, alo. AF rất mạnh, sao không có tiếng nhỉ? À, sorry. Alo, 1, 2. Vậy là cái coi này của bác cũng có vấn đề nhá. Alo, 1, 2. Nào, mình tắt đi, mình vào lại coi cũ này. Bác bảo bác mới thay coi, mà thay cái coi sao lại không kêu, để gọi gì thay coi. Cái chân rắc này khả năng mình có đấy. Không biết là có không nhỉ? Hôm trước mình có thay mình cái quạt, không biết là có vừa chân rắc quạt không, không biết vừa không, chân rắc này to hơn, chân rắc này rắc bé hơn à? Hơi to hơn các bạn ạ, cái này hơi bé. Thế nếu mà vừa mình chuyển lắp cho bác này luôn. Nào chúng ta lắp cái coi mà đang nghi ngờ có vấn đề vào này. Alo, alo, tiếng con này bé hơn thật. Alo, alo. Tiếng con này bé hơn thật các bạn ạ. Vậy là coi lại không ok nhá. Tiếng con coi này khác hẳn luôn. Alo, 1, 2, 2. Con này tiếng to hơn các bạn ạ. Thôi được rồi, khả năng là cái mối hàn tiếp xúc của bác ấy không chuẩn cho nên là nó sinh ra lỗi thôi. Thôi được rồi, giờ chúng ta đi sửa sóng bên này nhé. Ok các bạn, để mình thấy tháo đôi thu. Các bạn ơi, mình choáng về cái ruột gan máy này. Sợ quá. Mình quét qua nó đi. Bẩn quá. Không biết con gì nó vào đây làm tổ ở đây được nhỉ. Không biết mối hay dán các bạn ạ. Nào các bạn ơi, kênh bên này mất sóng. Kênh bên này mất sóng thì chúng ta kiểm tra. Đây quần này đã bị tháo rồi này. Quần này, mấy quần này đã bị ngoáy rồi này. Ây da. May quận trung tần này, quận trong này các bác này, cao tần này chưa được bị sao. Rồi, bây giờ chúng ta đi kiểm tra xem nhé. Em lỗi nằm ở đâu. Trung tần TB18 này nó ra sung chưa này. TB22, TB19, TB3 này. Xem nó ra sung chưa các bạn nhé. Ok, mình kết nối nguồn và chúng ta test thử xem sung nó ra chưa. Khi mà liên quan đến sóng thì mình phải lắp băng tan này. Lấy cái băng tan của mình lắp vào. Chúng ta vào anten để làm sao để chúng ta có thể cho sóng nó mạnh lên dễ đo hơn các bạn. Và mình sẽ lắp hai anten hai bên để mình lấy bên nọ so sánh bên kia. Mình sẽ bật hai tay và so sánh. On này, tay một đã lên này. Cái này mình sẽ xét sang tay hai nhé. Kênh 39 đã lên các bạn này.
nhưng mà không có sóng RF. Rồi, nào mình sẽ để đằng sau này, cạnh cái dâu anten này. Đó, để chúng ta đo thử xung xem nào. Đầu tiên là mình sẽ đo xem là tại cuộn con này dùng con IC Thạch Anh 4127 à. Không phải, tối quá nhìn được, mờ quá. Con này là E03SL, thì con này mới là con trung tần này. Đây 4127 thật, con này là cuộn trung tần nhé. Đó, bây giờ chúng ta đo từ cái mấy con Thạch Anh này, mấy con Thạch Anh này xem nó có xung không. Ít ra nó có xung. Đây là xung đầu vào này, và xung đầu vào sau con 6 chân này. Con 6 chân này là con đặc biệt của BBS là hay dùng này. Và sau con 6 chân này chúng ta khả năng đo máy hiện sóng của mình sẽ không đo nổi. Tức là đo cái gọi là sóng đấy, thì sẽ dao động sóng đấy, khả năng sẽ không đo được, không đo được. Và bây giờ chỉ có đo Thạch Anh này, TP23 này thôi. TP23 này là chúng ta đo được. Nào xem có sóng về không? Có xung về các bạn ạ. Nhưng mà nó có 10.7, 10 rồi 10.7, 10. Dí nên xung nó quá yếu luôn các bạn ạ. Xung yếu quá. TP24 là xung về yếu quá các bạn ạ. Nào mình sẽ so sánh hai bên này, mình mở hộp kênh này so sánh nhá. Rút nguồn chắc. Đây, hai tay để cạnh hai anten nhé. Nào chúng ta so sánh hai bên. TP bên này là TP5. Con này xung là các bạn này xung bên này còn có 57, 58. Và xung bên này nó lên tận 82. Vậy là xung bên này còn mạnh hơn các bạn ạ. Mình alo thử xem có sóng không. Alo, alo. Nào để mình cho máy quay lên trên máy hiện sóng cho các bạn xem. Nào. Đây xung bên TP23 này. Các bạn thấy nó lên này. Nào mình cho gọn lại nhé. Chúng ta xem có sóng âm thanh trong xung không. Nữa đi. Bao giờ nó đấy như này này. Mình nói là nó phải lên tiếng. Đấy các bạn thấy nó tách tách như thế là có tiếng đấy. Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đó. Nếu mà chúng ta không nói này thì nó không, nó sẽ không ra. Alo 1 2 3 4. Đấy các bạn nhìn thấy nó giãn ra. Đó. Đây là sung nhá. Đây là quả sung nhá. Đây xem nó rung. Alo. Alo. Alo, các bạn thấy nó rung không? Bây giờ nó có sung nhá. Ok các bạn. Nào bây giờ chúng ta đi tiếp tục đo xuống các sung sau trung tần nhá. Từ trung tần này đi ra này. Máy của bác này bị rỉ nhiều quá. Rỉ quá các bạn ạ. Đây ở trung tần này nó sẽ có đường đưa ra âm thanh này. Và chúng ta sẽ đo TP18 này thì phải này. Là sóng của sóng mang này. Nào chúng ta đo nhé. Và mình sẽ cũng so sánh hai bên để cho các bạn xem nó rõ. Là TP18 đây. Nếu mà mình nói alo nó phải rung này. Alo, alo. Đó, nó rung nhé. Nào cho gọn lại cho dễ nhìn này. Alo, 1, 2, 3, 4. Tức là có sung, có sóng rồi mà mình quan ngại là ai đó đã ngoáy lung tung cuộn dây. Đây mình thử TP8 bên kia này, trung tần bên kia này, nó còn bé hơn bên này luôn. Alo, alo. Đấy các bạn thấy không, bên này nó còn được có bao nhiêu, nó còn gần như là đồng hồ xung máy hiện sóng mình còn không đo được. Đấy, nó chỉ 33, 34 này. Còn TP18 bên này này, cái bên mất sóng này, nó còn lên tận 41 đó các bạn này. Đó, nào. Vậy là sau TP18 ok nhá. Vậy là đã có sung, đã có sóng
đã nhận sóng, đã ra ngoài này rồi, có rồi. Vậy nên tại sao mà nó lại không đây. Và cái chiết áp này là cái chiết áp quyết định có AF ADG đây. Đây là độ lớn của AF đây. Nào mình đo tại chiết áp luôn. Alo, alo, có xung các bạn ạ. Vậy là đến đây có xung rồi. Và tại sao mà nó không phản hồi lại để nó mở cái sóng AF, để nó bật cái AF ra, nó không báo về AF. Đó, đây là cái mà con 393 đây, 393 không. Không, con này là 4558. Vậy là con bật mở cái tín hiệu báo về. Báo về là đã có AF, nó là con ngoài này. Xem nào. Mình xem đã bị ngoáy cái gì chưa. Con này sao ngoáy quá hết cỡ này. Ngoáy mạnh thế. Thôi mình cho nó về cho nó giống con bên kia. Không vừa. Chúng ta tô vít không vừa, đừng có cố ngoáy các bạn nhé. Nó hỏng này. Nó hỏng là chúng ta lại phải mất công đi sửa đấy. Này hơi bé. Mình lấy cái phù hợp. Này vừa này. Máy gái lên sóng này. Con này là con chúng ta để bắt mạnh hơn thì sao. Nào xem nào. Đây là hồi tiếp của con 2603. 2903 mới đúng. Hồi tiếp 2903. Từ chân Charinto đi ra. Vậy là quận này là quận gì? Quận này đã bị ngoáy lung tung rồi. Quận này là quận khi mà tín hiệu đến đây là nó phản hồi quay ngược về đây các bạn nhé. Đi qua quận này, đi vào đây để mình xem sau quận này có tiếng không. Hôm trước mình cũng sửa một con Zeta Cạc mất tiếng, là mất âm thanh ở đây này. Và đây mình đang thấy có xung âm thanh rồi. Alo, alo, có xung âm thanh tại đây rồi. Bây giờ nó đã đi về đến đây rồi. Bây giờ con đi trên nào nó báo về mặt là alo, là không có sóng. Nó phải có một con tắt bật sóng. Con nào là con tắt bật sóng? Chẳng nhẽ con này sử dụng toàn Charinto để tắt bật sóng thôi, không dùng 393. Khả năng cao là vậy. Đúng rồi. Nó cũng có 3 đường gửi về đây. 3 đường gửi về. Chẳng nhẽ con này chip nằm ở dưới gậm à? Chip nằm trên mặt luôn à? Dễ chip nằm trên mặt luôn các bạn. Thôi để mình đi mình kiểm tra xem chi tiết vì sao mà con này nó không về nhá. Mình kiểm tra so sánh giữa hai kênh. Lý do vì sao? Ôi dồi. Chúng ta trên cái mặt nó vẫn còn bụi này. Mình đã rũ đi xong rồi cùng lại ra đầy bụi này. Không biết con gì nó. Hai kênh giống hệt nhau mà tại sao lại mở không báo, không hiển thị. Nào mình quan tâm đến cái con này. Cái con hai con đi xe giữa này này, là hai con mà nó bật chế độ kênh lên cho sóng chạy này. Ok, để mình đi kiểm tra nhé. Các bạn ơi, mình vừa kiểm soát hết đường xung từ AF này, chạy lên và chạy xuống đây. Mình có điều chỉnh một số cái cuộn L này và chiết áp để cho nó ra được sóng. Nói chung là mạch này không phải sửa gì nhiều. Chỉ điều hiệu chỉnh là nó lại lên sóng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vào nguồn này. Chúng ta là mình vào luôn âm thanh đi, hai kênh đi.
rồi. Chúng ta không cần vào anten luôn, khi mà sóng bắt được rồi không cần vào anten. Nào mình lên âm thanh này, mình on kênh 1 này, lên rồi nhé. Mình on kênh 2 này, đó các bạn lên rồi nhé. Đó mình nghe được kênh 2 này. Alo 1 2 3 4 5 6 7, kênh 1 này. Alo 4 5 6 7. Nhưng mình phải công nhận cái coin này tiếng không hay các bạn nhé. Coin này của bác cái tiếng không hay. Alo 1 2. Alo 1 2. Coin này nói thật ra là mang tiếng là re la cạc, nhưng mà nghe còn thua. Để mà so với xua u ấy 8 thì không ăn thua. Alo 5 6 7. Alo alo 5 6 7. Alo chép không có bát thì ôm ôm. Coi này không biết có phải re la cạc xịn không, hàng re la cạc hàng chợ này. Mà đây bác ấy để công tắc switch là 0 decibel này. Alo, để này còn thấp nữa này. Alo, low. Anh cho volume lên sàn. Alo, 1 2 2 2. Volume lên phải tầm 3 giờ thì tiếng nó mới to được. Alo, 1 2 2. Alo, 1 2 2. Nhưng mà nói chung là về micro thì mình không khuyến khích to các bạn nhé. Mình không khuyến khích to, nhỏ xong chúng ta khuếch đại lên thì là nó sẽ ok nhất các bạn ạ. Rồi, vậy là phần sóng là mình giải quyết xong rồi. Nó chỉ là hiệu chỉnh thôi. Bởi vì mình đo xung bên này nó còn mạnh hơn xung bên này các bạn. Sóng bên này còn khỏe hơn cả sóng bên này. Nào, bây giờ để cho chắc chắn thì mình sẽ cho nó thay đổi tần số đi. Mình cho cái này là 1, cái này là cao nhất xem nào. 99 đâu, 6 mấy đâu. Phải xem 6 mấy là cao nhất. 60. 64. Cho 64. Nhanh quá. Rồi 64. Nào, chơi con này đèn 64 đi. Cho nó xa hẳn nhau ra để cho nó đỡ nhiễu sóng sang nhau. À sorry, mình chưa bật. Nào lên 64 đi. Đó, 64 này. Alo, 567. Cho con này 01, con này 64 thì cho xa hẳn nhau ra. Một cách nhau ra cho chúng nó đỡ nhiễu nhau. Nào bây giờ mình còn mỗi công việc là chúng ta đi hàn lại coi cho bác cái thôi. À, và mình sẽ sử dụng ống kho nhé. Mình sử dụng ống kho, mình kho nhưng không bằng một con băng dính như thế này. Băng dính trong cái bác ấy còn lấy ly lông bác ấy hơi lửa. Đúng rồi. Của cái thời là xưa cũ rồi. Sao bác phải thay coi, chắc coi của bác bị đứt à? Chắc coi của bác ấy bị đứt. Nào, đây, bác ấy quấn coi như này thì đương nhiên là tiếp xúc là kém rồi. Nào mình đi mình hàn lại cho bác ấy thôi nhá. Ok các bạn. Đây các bạn này, chúng ta hàn như này, xong chúng ta đóng ống kho. Mình thay luôn dây cho khách luôn chứ cái dây kia nếu mà nó bị ngắn mà lối thêm đoạn nữa thì quá tội các bạn ạ. Đó, chúng ta có 2 sợi. Đó. Cái hàn này các bạn đừng hàn ngược nhá, chỉ cần ngược một phát là tiếng nó hút mic ạ. Đấy, ít ra mối hàn nó phải tròn tròn tí, trông nó rin rin tí. Khả năng cái này mình sẽ chấm cho khách một chút keo, cái này dán lên keo con chó để ví dụ có tháo ra nó vào nó dễ các bạn ạ. Chấm một chút keo con chó vào.
trai nghiệp linh biết đi nó gian khổ nhưng vẫn đi cho thỏa chí. Hạn chế để gấp dây là đến nay trăng sáng quá em ơi. Đây này, dây đen đang bị gấp này, hai dây bằng nhau thì nó phải bằng nhau, xem nó gấp không, đá cái này gấp này. Mình định lồng một cái ống vào đây nữa nhưng mà sợ nó cứng cho nên thôi không lồng nữa. Thoải mái chưa? Đấy, mình cho một chút keo con chó vào đây. Cái tai này nó đang không chặt này, xem nó chắc không? Cái tai này thì tốt này, tai kia không chắc. Cái tay này không chắc này. Ai chà, ôi biết cách rồi. Nếu mà nó không chắc, mình quấn cho chút băng dính điện vào bên trong này thì nó sẽ chính là cái đẩy cái này ra rồi. Nào, có tụt không? Tụt. Ở bên này tụt. Bên này tách cái, bên này không vào đấy. Bên này cần độn lên này các bạn này. Đó, ok, để mình độn lên nhá. Đây mình chơi giải pháp này các bạn này. Đằng nào cái này nó vào, nó cũng vào khuôn khổ này. Các bạn đừng bẻ cái kia ra, bẻ cái này ra nó gãy nhá. Chơi kiểu này này, chính cái này nó sẽ độn cái tai này ra. Chắc thì 3 lớp là được. Đó, vào căng này này. Rồi, nào chúng ta vào thử xem nó chắc hơn không nhé. Xuống đó nó là chắc rồi đấy. Đó, hai cái đầu này nó mới đẩy ra các bạn ạ. Rồi, ok. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo 5 6 7. Alo 5 6 7. Rồi hai bé cân nhau rồi. Mình có cảm giác nói không có rõ, không có lưới này tiếng hay hơn. Không có mút này tiếng hay hơn các bạn ạ. Nào xem nào. Đừng nói với mình là cái nội trở của cái việc đối tay này nó ảnh hưởng đến tiếng nhá. Bởi vì cái điện áp này nó rất là nhỏ các bạn ạ. Điện áp nó rất là nhỏ cho nên cái việc mà tiếp xúc kém là nó sinh ra nội trở nó sinh ra yếu thì cái tiếng nó sẽ bị ảnh hưởng. Alo 1 2 3 4 5 6 7. Alo 5 6 7. Tiếng nó đỡ hơn. Ô, vô lý nhỉ. Nghe chừng có vẻ vô lý nhỉ. Nhưng mà cũng có lý. Nếu mà nội trở khi mà chúng ta quấn bằng tay ấy, thì nó sẽ có oxy hóa và tạo ra cái điện trở.
Alo, 56. Bắt sao tiếng lúc này hay hơn hẳn nhé. Đừng nói mình mỗi cái coi mà là tiếng hay hơn nhé. Alo, 56, 7, 8, 8, 9, 10. Đấy, nó phải là bắt con chép như thế này chứ. Alo, 56, 7, 56, 7. Đây mới là dây la cạc này. Không hiểu sao mỗi cái lối tay trên coi thôi mà tiếng nó lại nghe nó tối kinh khủng các bạn ạ. Ô chô chô, lại một trải nghiệm. Lối coi bằng tay là nguy hiểm nha. Đấy, lối bằng mỏ hàn, lối mà chuẩn luôn, tiếng hay luôn các bạn ạ. Ồ, được đấy. Rồi. Ok, vậy là mình hoàn thành xong bộ micro Yakak R3003 này nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Sửa chữa đồ điện dụng ngay. Trân trọng cảm ơn các bạn.